Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, trong suốt một thời gian dài, series Chủ tịch giả nghèo và cái kết đã gây sốt khắp cộng đồng mạng, làm mưa làm gió trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Những tưởng đây chỉ là sự hư cấu của kịch bản, thế nhưng bạn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại khi xem những đoạn clip ngắn sau đây. Thông thường trong tưởng tượng của nhiều người, bán hàng rong chính là hình thức buôn thúng bán mẹt. Có thể chỉ cần vài chiếc bàn cũ, chiếc xe đẩy hoặc là một khoảng trống trên vỉa hè là xong. Nghề nghiệp này cũng đem lại thu nhập không quá cao, lại khá là vất vả. Vậy nhưng, không ít người đã phải ngỡ ngàng khi chứng kiến những người bán hàng rong lái hẳn ô tô đi làm. Thậm chí, cốp xe của họ được tận dụng luôn làm phương tiện hành nghề. Mới đây, mạng xã hội dần dần chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bán xôi đi ô tô chở hàng về. Trong hình ảnh được ghi lại, có thể thấy chị ngồi trên vỉa hè với một thúng xôi. Bên cạnh là một chiếc xe ô tô màu đỏ. Sau khi bán hết xôi, người phụ nữ liền đánh chiếc xe ô tô xuống, từ từ dọn thúng xôi vào trong cốp xe ra về. Oh my God! Wow! Hình ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng cho rằng chị bán xôi chắc chắn đi làm vì đam mê. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai nấy đều xuýt xòa trước màn bán xôi có 102 này. Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận của mình. Kiểu có điều kiện mà ở nhà chán quá, nên là kiếm việc gì làm vừa giãn gân cốt vừa kiếm ra tiền. Bán vì đam mê thôi, chứ có bà có cô bán trà đá ở nhà mặt phố, nhà lầu siêu xe nữa mà. Okay. Nọ đi mua hoa quả giải cứu cho các cô nông dân, người ta đi con bán tải to đùng để chở đò. Đa số mọi người đều tỏ ra phấn khích với hình ảnh này. Vậy nên trong cuộc sống, mỗi người đều có một lựa chọn nghề nghiệp cho riêng mình. Chỉ cần làm ăn chân chính, không vi phạm pháp luật thì nghề nào cũng đáng được trân trọng. Từ trước đến nay, hình ảnh người nông dân luôn gắn với sự lam lũ, vất vả. Thế nhưng bây giờ người nông dân thời đại 4.0 nó lạ lắm. Không còn phải chịu cảnh nắng nôi. Ngày nay thì người nông dân dùng xế hộp để đi chăn bò. Theo đó thì đoạn clip ghi lại cảnh trên đường có một chiếc xe ô tô màu đỏ di chuyển sau một đàn bò đang lững thững đi trên đường. Mới nhìn qua thì tưởng rằng là tài xế ô tô đi chậm do bị cản đường. Thế nhưng khi người quay clip zoom lại gần thì người xem mới phát hiện ra một chuyện khiến ai nấy đều bật cười. Hóa ra người tài xế điều khiển xe ô tô đang thực hiện hai việc cùng một lúc, vừa lái chiếc xe ô tô của mình, vừa dẫn dắt điều khiển đàn bò bằng chiếc que đang cầm trên tay. Wow. Cư dân mạng bật cười bởi hình ảnh thú vị. Anh chàng chăn bò thời hiện đại không cưỡi trên lưng ngựa mà ngồi trong chiếc xế hộp xịn sò. Người thành công luôn có lối đi riêng, chứng tỏ nuôi bò giàu thế cơ mà. Chắc phải đi chăn bò mà anh ngại nắng cháy da đây mà, xịn sò quá cơ. Chăn bò thời công nghệ cho bò nghe nhạc, tắm vòi hoa sen, ăn ngủ có điều hòa. Vì thế người chăn bò cũng được thơm lây đi xe bốn bánh luôn. Đoạn clip hiện vẫn đang nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. Thế mới thấy, làm nông dân kiểu này, nom cũng nhàn. Ảo thật đấy! Trên mạng xã hội, không ít lần dân tình chứng kiến những khoảnh khắc có 102 liên quan đến các shipper. Trong số đó, gây sốc nhất có lẽ vẫn là con trai chủ tịch giả vờ đi giao đồ ăn vì đam mê. Các anh chàng shipper này không đi xe máy mà toàn sử dụng siêu xe, điển hình như anh chàng trong đoạn clip này. Xem clip, dân mạng ai cũng té ngửa khi mà chứng kiến cảnh là một nam shipper của hãng giao đồ ăn nổi tiếng nọ chạy siêu xe Lamborghini để đi giao một ổ bánh mì cho khách. Có nhớ chưa? Chiếc siêu xe có màu xanh da trời đẹp mắt, nhìn từ bên ngoài đã thấy mùi tiền phảng phất. Trên đường có một nhóm thanh niên đứng chờ sẵn. Khi nam shipper mở cửa kính xe thì ai cũng hỏi, giao đồ ăn đúng không anh? Đáp lại, anh shipper mặc áo đỏ đưa ổ bánh mì cho khách rồi cười bảo, thôi khỏi lấy tiền. Sau đó liền nẹp pô phóng xe đi. Tình huống này khiến không ít cư dân mạng sốc nặng vì lần đầu mới thấy ở Việt Nam có người đi giao đồ ăn bằng Lamborghini. Nhiều bạn tò mò còn vào hỏi là mức giá của siêu xe này. Và theo lời người đăng video tiết lộ thì đây chính là dòng Lamborghini Huracan về tới nước ta có giá xương xương là từ 14 tỷ trở lên thôi chứ mấy. Bình luận bên dưới video, nhiều cư dân mạng bán tín bán nghi về độ xác thực của video. Số khác thì trầm trồ không ngớt. Con trai chủ tịch đang trải nghiệm cảm giác giao hàng để chuẩn bị tiếp quản công ty. Đang mùa dịch trồng tương lai của em, nhớ mang khẩu trang vào cho an toàn nhé. Giao hàng cho vui thôi, nẹp pô một cái là hết 10 đơn. Hình ảnh thú vị này đã thu hút rất nhiều bình luận, lượt chia sẻ của người dùng mạng. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng choáng hơn nữa là giá của chiếc siêu xe này. Nhiều người tự hỏi, phải chạy bao nhiêu đơn ship thì mới có thể mua được chiếc siêu xe này. Thế mới thấy rằng, chắc chắn chàng trai này đi làm vì đam mê, chứ tiền nong thì quan trọng gì.
Thời đại 4.0, việc các shipper chạy ngoài đường vốn chẳng có gì xa lạ với mọi người. Thế nhưng chàng shipper trong đoạn clip này mới khiến dân mạng phải trầm trồ. Mới đây, một đoạn clip TikTok ghi lại hình ảnh chàng shipper đi giao đồ ăn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sẽ chẳng có gì nếu như anh chàng này cũng đi xe máy như bao anh chàng shipper khác. Nhưng điều khiến dân mạng ngạc nhiên là anh này lại đi giao bằng mui trần, xương xương có 4 tỷ đồng. Theo như chủ clip TikTok là anh chàng shipper chia sẻ, anh đi mua nước cho khách hàng bằng cái xe mui trần của mình. Theo dõi đoạn clip có thể thấy là chàng shipper đặc biệt này cũng rất có tâm với nghề chứ không phải là đùa giỡn. Anh chàng thành thật chia sẻ là tối nay đã có vài ba đơn và hiện tại dừng xe lại để mua nước cho khách. Được biết là dòng xe Porsche mà thanh niên này lái có giá là hơn 4 tỷ đồng. Vậy điều gì đã khiến một đại gia có xe sang 4 tỷ mui trần lại đi làm shipper vậy nhỉ? Đó vẫn là một thắc mắc cần được chính chủ giải đáp. Nhưng hiện tại thì dân mạng vẫn rất phấn khích với sự xuất hiện của chàng shipper đặc biệt này. Một số bình luận của cư dân mạng: khổ thân anh shipper, không có tiền mua xe máy nên phải mua siêu xe để đi. Này là đang đóng phim chủ tịch làm giả shipper và cái kép phải không? Làm vì đam mê, chứ nhà anh thiếu gì tiền. Đợt rồi mình đặt xe cũng trúng chú đi Mercedes, hỏi ra mới biết chú ở nhà chán quá chạy lòng vòng cho vui. Chắc anh này cũng thế. Lỡ có đơn trong hẻm nhỏ thì phải để xe ở ngoài và đi bộ vào à? Ha ha! Làm shipper mà sướng như thế này chắc mọi người bỏ việc thi nhau đi làm shipper mất thôi. Từ trước đến nay, công việc của một người thường được xem là thước đo để đánh giá về địa vị và tài sản của người đó tích lũy được. Tuy nhiên đâu đó trong chúng ta vẫn có những người làm những công việc lao động, buôn bán tay chân nhưng thật chất bên trong lại sở hữu khối tài sản vô cùng đồ sộ. Màn giao hàng bằng xe hơi của ông chủ tiệm bún riêu đã khiến cho nhiều cư dân mạng một phen trầm trồ bởi độ chịu chơi của đại gia ngầm này. Giao gì đấy? Chúng khét đấy trời. Mới đây, hình ảnh một chú bán bún riêu đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể là một vị khách đã đặt bún riêu và yêu cầu được giao hàng đến tận nơi vì không tiện đến quán. Tuy nhiên khi xuống đến nơi thì anh đã bất ngờ khi thấy chú chủ quán bước xuống từ một chiếc xe trị giá gần cả tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có tài xế riêng đưa đi đón về. Trước khoảnh khắc này, chàng trai đã nửa đùa nửa thật nói với lại chủ quán: đi giao bún riêu mà đi xe hơi như vậy à? Trước câu hỏi này, chú chỉ cười tươi mà nói: sợ chưa? Có lẽ cả hai đã quen nhau từ trước nên mới có một màn tương tác vô cùng dễ gần. Sau khi mà khoảnh khắc này được đăng tải thì nhiều độc giả đã để lại bình luận hài hước trước sự chịu chơi của chú bán bún riêu. Bên cạnh đó, chủ nhân của đoạn clip là PLA cũng đã giải thích lý do chú đi giao hàng bằng xe hơi vì xe máy đã được con trai dùng để đi học. Chú bán chỉ vì đam mê thôi, nhà có mỗi chiếc xe à, không cho đi giao thì đi bằng gì? Tiền xăng hơn cả tiền bún riêu luôn rồi. Bên ngoài giản dị, bên trong tiền tỷ. Nhìn mặt chú bán bún là thấy có cảm tình liền. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, cũng không thể đánh giá quyển sách chỉ qua trang bìa của nó. Những chủ tịch giả nghèo này đều khiến cư dân mạng thích thú trước hình ảnh của mình. Vậy mới thấy rằng dù là bất cứ công việc gì, đi làm thì cũng đều cần đam mê. Chỉ là đam mê của những đại gia ngầm này hơi lạ xíu thôi. Bạn nghĩ sao về những đoạn clip này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.